Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Thì như anh em cũng đã thấy, hiện tại trong thời gian vừa rồi đây là rất nhiều anh em đã nhờ mình gọi là đặt rất nhiều đồ. Thật sự là nhiều lúc là mình làm cũng đuối luôn các bạn, vất vả cực kỳ, nhưng mà cũng cố gắng phục vụ anh em. Thì hiện tại có một bạn nhờ mình làm một cây đao của Thiên Vương Đao, sau này tiện thể cho Côn Lôn Đao cũng được các bạn. Cơ bản thì Thiên Vương Đao thì mình cũng đã hoàn thành. Cái đao này giá rất nhẹ các bạn. Thì xuất thủ lý ngoại công phần trăm hơi hơi thọt một tí. Băng sát ngoại công vẫn là đảm bảo là trên móc. Băng sát 74 và hút sinh lực 2. Thì cái đao như thế này là ok rồi. Hiện tại là do là khi mình mua cái phôi á, là cái đao này có độ bền là 7. Có một bạn cho mình, bởi vì sửa cái đao là nó hết, nó cũng gần như là hết tiền rồi, cho nên bạn ấy cho không có bán. Bây giờ mình phải sửa lại trước khi bàn giao cái đao. Đã sửa xong và như thế này là option rất là đầy đủ dành cho Thiên Vương Đao. Anh em nào cần ép thì các bạn cứ IP cho mình nha. Có cái thuộc tính này kia thì mình sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các bạn, kể cả hệ nội và hệ ngoại, kể cả option. Hiện tại thì mình cũng đã tự ép một số món trang bị và hiện tại cũng đang nhận một cái set đồ của một bạn. Thì khi mình ép xong thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một set đồ đầy đủ năm hành luôn. Đây là cái bao tay mình đã hoàn thiện. Về sinh lực nội lực thì nhiều anh em sẽ bảo là nó rớt, không phải đâu các bạn, mình ép như vậy đấy, mình ép sinh lực nội lực như vậy thôi để giá cho nó mềm, anh em có thể dễ xài và dễ sử dụng. Chứ nếu như các bạn ép sinh lực lên cấp 103x hay là 105x thì nó cũng giống như các bạn ép hỏa sắc nội công lên 103x 105x vậy các bạn, hầu như rất khó ép và không thể ép được, ép nó tốn rất nhiều. Với lại theo mình nghĩ á, là sinh lực nội lực thì chúng ta cũng không quá quan trọng khi chúng ta đầu tư tiền triệu vào để chúng ta chỉ có được cái dòng sinh lực nó hơn vài chục điểm, mình nghĩ nó không đáng, cho nên là mình dùng tới đó là mình thấy đủ rồi. Chứ còn thêm vài chục điểm mà các bạn tốn thêm triệu 2 triệu thì các bạn nghĩ nó đáng không? Nó không đáng, cho nên với mình như thế là đủ rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ mình trong thời gian qua. Thì đây hồi tối thì mình chia sẻ các bạn này, cũng có một clip mình sẽ làm một clip mình chia sẻ rồi. Thì hai cái kích này các bạn dùng mà huyền tinh cấp 4 ép rất bịch 2 cây. Thì các bạn bay sơ sơ là bay hơn 100.000 rồi. Rồi mua phôi nữa. Rồi sau đó rồi ép cây thứ 5 mới được. Thì các bạn thấy đấy, nhiều lúc là nó không có dễ bởi vì tỷ lệ rất rất cao. Và có một lần mình ép là mình rớt 4 lần. 2 lần rớt tốc đánh và 2 lần rớt hút sinh lực. May là hút sinh lực các bạn, rớt hút nội lực là khóc luôn. Và thật sự là ép cái món vũ khí đó của mình là lỗ trầm trọng luôn. Lỗ vài trăm nghìn. Bởi vì nó rớt các bạn, nó mất phôi, nó mất huyền tinh, nó mất hết. Thì các bạn thấy đấy, cho nên là hiện tại là không ai dám nhận để mà ép cả. Kể cả khi một số anh em mà test, bây giờ cũng không dám test được kìa, bởi vì nó tốn tốn kinh phí cực kỳ khủng, mà các bạn rớt một cái là các bạn mất, phải nói là tiền vài triệu chứ không phải là vài chục nghìn hay là vài trăm nghìn. Ok, đó là chị chia sẻ của mình. Anh em nào cần thì các bạn cứ IP cho mình đầy đủ. Và nếu mà rớt thì mình, nếu mà lay thì mình cũng có được mấy đồng, còn nếu mà mình rớt thì mình chấp nhận chịu thiệt thòi thôi các bạn, chứ không còn cách nào khác. Ok, cảm ơn các bạn và xin chào anh em. Đây là một cái đao dành cho Thiên Vương Đao, đầy đủ tất cả các dòng option. Cảm ơn các bạn nha. Và anh em nào có bán huyền tinh 456 tại server Biển Kinh thì các bạn IP cho mình thu gom số lượng lớn các bạn nha, thu gom hết. Ok, cảm ơn các bạn và xin chào anh em.